Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kinga. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox God Simulator. Đây, thì hiện tại bây giờ mình đang ở trong một cái thành phố. Ở đâu trước mặt mình đây là một cái khu rừng chứ. Khu rừng đầy ma ám. Nhưng mà bên trái đây là một cái thành phố đầy ma ám. Đó, bên trái, nhưng mà hiện tại bây giờ mình chưa qua được bên đó đâu. Bây giờ mình đầu tiên là mình phải đi nhận nhiệm vụ trước. À khuyên, trước khi nhận nhiệm vụ thì mình có một cái code. Code này của nó, nói chung là hiện tại game này có hai code, nhưng mà mình không hiểu tại sao code kia là nó bỏ mất tiêu. Thì tình code kia bỏ là nhập nó không có chơi vô, hình như là giống như là nó có giới hạn của nó hay sao á, nó nhập vô nó không còn nữa, nó không code. Bây giờ nó chỉ có duy nhất một code này thôi, code này hình như cũng giới hạn luôn mà mình không biết chừng nào nó hết thôi. Ôi ai Pegasus đâu gì đây, tôi có tiền, tôi có đồ gì đâu cho mấy thanh niên này cho tôi thì tôi cảm ơn. Ok, và bây giờ là mình sẽ mang con bé vô. Con bé này thì nó cho mình cấp độ bắt ma được lên 1,1.45. Rồi cái E này là cái gì? À, cái E này là cái linh hồn. Cái linh hồn của con ma giống như là trong này gọi là tiền á, trong đây gọi là tiền. Ok, equip đi rồi kính kiếp. Rồi xong đi nhận nhiệm vụ. Đây, nhiệm vụ đây. Đó, mình đã có được con ma đằng sau rồi. Trời ơi là trời, tôi tính làm rất cuộc nó bị che mất tiêu thiệt anh. À, nó kêu mình là bắt hai con ma ở trong rừng. Ok, đây là súng bắn ma nha. Đó, nguyên một tím luôn. Cái barrel nó cũng một tím luôn. Thì cần. Đó, kia yêu màu tím, thích màu tím nha. Thích màu tím, yêu hòa bình đó này nọ. Ok, được một cái, được một con rồi, thêm một con nữa. Hay là mình bắt khoảng đủ 50 con mình quay về một lần luôn nha. Thôi kệ, nó cứ làm nhiệm vụ cho xong đi rồi tính tiếp. Đấy. Cứ làm nhiệm vụ cho xong đi rồi tính tiếp. Con sau lưng mình, con này cũng giống như con ma chứ phải con bét đâu, y chang con ma luôn. Thấy không? Trời ơi, còn bét ma không? Wow. Oh man, bây giờ mình sẽ quên mất, nó kêu mình bán mà rốt cuộc mình quên. Nó hoàn thành được 5 cái nhiệm vụ mà đáng lẽ là mình phải đợi bán chứ. Ê trời ơi, bây giờ phải đi ngồi bắt nó lại nữa. Ô, ma nữ, trời, ma nữ dễ thương vậy, ma rừng nè. Ô, bắt nó xong là cái con mắt của nó, ô, có chuyện gì xảy ra vậy, giống như là cái mặt của nó là giống như là đang what the fuck vậy đó. À, thời gian đang sống vui vẻ thì như có người có bắt mình vậy đó. Nó không tin vô, nó không tin vô được điều đó, thấy không? Ok, giờ là hoàn thành được nhiệm vụ rồi, thêm được một cái nữa. Nói chung là mình nên đi theo cái rule của cái nhiệm vụ này để cho để mà là an toàn nhất hả. Đấy, thế là được 10 game liền. 10 cục ngọc. Best to God ư? Bây giờ nó kêu mình đi bắt là một con cú ma. Cú ma là đừng có đập lộn nha, đừng có đập lái nha, cú ma đập lái là chết luôn á. Đâu à ta, ủa con cú đâu, con cú ma đâu, trời không biết con cú ma luôn á. Ủa mới thấy á đây nè, trời một con cú ma nè, trời con cú ma là má của thằng cu đó. Đó đúng rồi. Con cú ma là má của thằng cu đó. Nên là bỏ đừng bỏ bậy nha. Cái gì vậy? Trời ơi, thanh niên này chơi tới màu tím luôn, màu vàng luôn, sao quấn trời, đùa thiệt. 15 game, ok. Cứ, ủa gì nó, à nó kêu mình bán, nó kêu mình là kiếm cho đủ rồi bán lên được 100 cái Eto Token. Đó. Nói chung là bây giờ mình phải đi bắt mấy con này rồi xong đem về mình bán. Lên được 50 tiền là mình sẽ mua cái vũ khí mới, vũ khí level 2 chẳng hạn. Bây giờ trong đây toàn người chơi mới không, phải không? Cứ thấy một tiếng là biết người chơi mới. còn thấy màu khác là xác định là khả năng bị giành rất là cao. Ui, boss sắp tới rồi. 10 rồi, đậu phẩm thiệt luôn á. Nà ní. Ok, bắt thêm con này nữa là full rồi. Ôi giời, cuối cùng cũng full. Đem về bán trước rồi tính tiếp. Được 88 rồi, 88 rồi. Ok, đi thêm một lần nữa là chắc là mình sẽ full. Đấy, một con cú, một con cú.
một con cú có gai. Quất là quất con cú có gai nè. Quất xong biết được cộng 15 không nữa. Ồ, có nghĩa là trong đây mình có tranh giành hay là có gì hay không? Mình có tranh giành hay cái gì không thì nó mình vẫn nhận đúng cái số, mà khi mà mình giết một con là mình vẫn nhận đúng cái linh hồn đó. Boss xuất hiện rồi. À, boss xuất hiện gần đây luôn. Wow, man. Wow. Boss xuất hiện á. Sao nó bóc cái mình quay về chơi vậy, chơi dễ dễ ư? Trời ơi, nãy giờ lít một cái là được rồi, mình chơi mình lít chi cho nhiều cái mình mệt nghỉ nữa, hốt nữa. Chơi vậy ai chơi? Trời ơi, bóp ma cây nè, này đúng chuẩn ma cây luôn nè mọi người. Trời ơi, nguyên một con bóp ma cây. Trời ơi, nó định phát bài. What the hell? Rồi, nó địch gì mà kinh vậy? Thôi bớt địch giùm cái đi gái. Ăn địch hoài. Ừ, xơi xơi xơi. Mấy đứa kia bị bắt lên trên trời, mình là không bị. Hên. Nhảy xa xa ra một tí cho nó đỡ bắt chúng mình. Đó, đúng rồi, nhảy liên tục vô, đúng rồi. Biết vậy nãy mình nên mua cái vũ khí để mình bắt cho nó lẹ. Cái vũ khí này mình bắt được cái gì trời chả biết nữa. Quá ít người bắt nên là khả năng nó. Ui, hình vãi chưởng. Không bị gì hết. Ủa, thanh niên này có cái hardball luôn nè. Hardball này muốn mua hình như là phải đi vô cái chỗ nào đặc biệt đó mới mua được. Cái code đầu mình nhập á là nó cho một cái hardball vậy, là cho một cái gì đó mình quên rồi, nhưng mà không ngờ code đó nó hết hạn ấy, vậy nó mới nhức nách chứ. Ok, còn bá. No way, cứ từ sao cái thằng boss này nó cứ anh ăn nó cứ địch hoài, nó địch dân tùm lum á, ma mà cũng biết địch thiệt luôn, không ngờ luôn. 22% nữa. Nói chung là không biết là ăn đam càng nhiều mình có được lợi thế hay cái gì hay không, nhưng mà chắc là đam mình không nhiều bằng mấy thanh niên nâng cấp xúc. Trời, xong xác định luôn, bay hết luôn. Oh man. Nhanh lên, nằm chi nhiều vậy? Ok, 6 5 4 3 2 1. Ok, rồi, hay quá. Nó chết rồi mà nó vẫn lôi mình đi cho bằng đường, nó không tin luôn. Một cái rương màu xanh, mỗi người sẽ nhận được một cái rương, là không ai giành được có ai đâu. À, bây giờ là mình sẽ mở cái rương này ra thử. Forest Chest, khá thơm ấy, re luôn á nha. Hàng hàng này là hàng re đó, 256 game. Ok, cũng khá là thơm. Nên là bây giờ mình sẽ nâng cấp cái này lên, hay là mình nâng cấp cái túi lên ta? À, chắc mình nâng cấp cái này lên trước đi. Đầu mình nghĩ chắc mình nâng cấp được luôn cái túi luôn á chứ. Nè, túi nè. Đó, 50 được 150 luôn mà, đùa. À, bây giờ mình sẽ ở đâu làm cái nhiệm vụ chứ? Ừ, chưa đủ để làm nhiệm vụ. Nó kêu mình kiếm có 100 lần mà mình chưa đủ. Ok, bây giờ mình đã lên được súng vàng rồi, súng vàng là nó phải thơm hơn súng thường. Vậy bây giờ cứ đi đủ 100 là về, 150 là về. Mà 150 này cũng hơi lâu à. Đối với cái cuối này là cũng hơi lâu ấy. Mình nghĩ là mình nên nâng cấp cái ăn cây lên không ta? Tại vì ở đây nó có nâng cấp cái ăn cây nè, đó, khi mà mình nâng cấp á, đó, ăn cây. Piu, nó cao lên được chút. Trời, đậu phộng, thấy nó cũng vậy luôn, không khác gì. Nè, ní. Không khác gì luôn. Ê, tình. Ok, nói chung mấy 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 cái nền nóc này là nó sẽ giúp mình nâng cấp cái ăn cây này lên nè, đó, nguyên cái ăn cây nè. Nói chung bây giờ mình nâng cấp lên được level 2 rồi, mình sẽ qua được cái khu level 2 đây, Block City nè. Phải đi qua bên này mình mới có nhiều được. Chứ đứng ở bển là không bao giờ nhiều nổi đâu. Giờ qua đây là cứ tiếp nhận nhiệm vụ đi rồi tính tiếp. Ok. Đó, sưu tầm ở lộng bắt 5 con businessman. Ôi, con ma kinh doanh mới ghê. Kinh đực con ma mèo nữa nè, đó, con ma mèo. Nói chung bắt mấy con này là mình sẽ lên khá là nhanh.
Đợi xíu bắt xong rồi cho cốt. Ok. Hình như game này giúp 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 fan hình không không biết là mình giúp nhau có được hay không nữa, tại vì cơ bản là một người chỉ cần mình chỉ cần đụng một phát thôi là mình có thể ăn full được cái eco hay eco gì cũng không quên rồi. Ok, tìm ba cái tờ báo mà mới có hai cái tờ báo thôi, năm con businessman lận. Thôi full rồi, đi về vãi sướng full luôn rồi. Bán rồi đấy, ở đây có cái cây lè bọt nên là mình chuyển qua chuyển lại cũng khá là dễ dàng đó, không có gì phải xoắn hết. Nói chung là đi cũng dễ lắm, cũng chưa cần tới hoverboard đâu. Hoverboard thì cứ từ từ thôi. Cậu thanh niên này đang làm gì đây? Vãi chưa, còn thiếu một con, còn thiếu một cái cờ báo nữa. Ồ, cờ báo bên kia nhiều thế. Cờ báo nè, đấy, hai cờ báo nè. Ok, bắt thêm một con nữa là mình hoàn thành được nhiệm vụ này rồi. Xong, lên được 40. Vậy là một con này được có 20 à. Cũng bèo dữ. Trả nhiệm vụ cái rồi tính tiếp. Nói chung là bây giờ mình phải hoàn thành à, mình phải cái lượm cái game càng nhiều càng tốt. Cái nhiệm vụ cái thời gì hãy collect 300 cái eto eto eto. Giờ kêu mình đi lượm tới 300 lần ha, sao dữ vậy trời. À sao mà mắc thế, sao mà kinh khủng vậy, chơi vậy ai chơi cái nhiệm vụ đó rồi. Track in track à, 100 cái là mình xong rồi nè, nãy giờ xong rồi mà không để ý. Thiệt tình, cứ nhận cái rồi, rồi tính tiếp. Ồ, nó kêu mình update hết rồi, trời, update lên cả hai đều lên cái update cái súng và cái túi lên hết rồi, lo gì nữa. Rồi hãy lượm 3k up 3 phần ăn ten hả? 3 phần ăn ten là cái ăn ten pack. Ok. Thì cứ đứng đây mà quánh là cỡ gì cũng được ăn ten pack thôi. Chưa đủ luôn. Thôi không cần luôn. Dữ rồi. Không biết mình có được 207 thì chắc là mình nghĩ mình nâng cấp được một cái súng lên nữa. Ok, thêm một con nữa, trời. Không đủ cái ăn tem bắt luôn mà. Cái sao phải hạt dẻ không vậy? Đâu có cần đưa hạt dẻ làm cái gì, đưa cái kia là được rồi. Đưa cái ăn tem na bắt. Đúng khó đọc luôn. Boss còn 4 phút nữa là trời, không nên luôn. Toàn cái gì đâu không mà thì cần sao muốn tìm cái kỳ khó dữ mà không biết nữa. À, bây giờ là mình sẽ qua, chắc mình qua bên này đi để nó dễ phun rương hơn, chứ đứng ở bển không biết chừng nào mới phun luôn á. Bắt mấy con mèo này hình như là nó nhanh hơn không ta. Ó, ăn canh bắt kìa, trời, cộng cộng 30 điểm lận, cộng 30 máu lận. Còn mấy này như cộng có 20 thôi. Ok, cái chục không còn, không có gì luôn. Ok, rồi xong, full rồi đó. Bây giờ mình chắc mình sẽ quay về, vừa bán vừa trả nhiệm vụ. Ở đây có một cái nhiệm vụ là mua nâng cấp con bé gì nữa, là phải mua hai cái rương. Đó, nó kêu mình mua hai cái rương lại một. Nhưng mà chắc mình mua trước một cái đi, tại vì chút nữa chắc chắn là nó cũng sẽ có một cái nhiệm vụ bắt mình làm thêm, mua thêm một cái nữa, nên là mình để dành mua một lần luôn. Ok, con nào đặc biệt một tí, con nào đặc biệt một tí. Yes, một con re luôn. What the hell, một con đất, là cái con đất con vịt. Nó cũng vậy, khác khác gì con thường đâu chị. Nó không khác gì cái con của mình nữa, nó không khác gì con này, là hai con là ren như nhau này, thấy không? Đó, một con vịt cuối cùng cũng đã được có một con vịt rồi ấy, hoàn thành nhiệm vụ liền. Còn gì hết nữa không ta? Upgrade luôn rồi, còn gì nữa đâu, hoàn thành luôn rồi đấy, 70 game liền.
tiếp theo luôn, chắc hoàn thành nhiệm vụ rồi đó, chứ không còn gì nữa. Ủa còn nữa hả? Ok, full rồi. À, bây giờ mình mua trước một trứng đi, để mình qua đây mình làm tiếp cái bên này. Tại vì bên này nó mới khó nè, đó. 110. Ồ, phải đi cái mấy lần nữa mới xong lận. À, lâu á. Ok, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước rồi tính tiếp. Có thanh niên này đi theo hỗ trợ mình chắc cũng đỡ. Nãy bây giờ mình cần 10 cái new paper để mà mình qua được cái level 3, để mình nâng cấp cái anten của mình lên level 3. Hiện tại giờ anten của mình còn bao nhiêu ta? 10 cái anten. Ồ. Oh, nhiều vậy. Nhiều quá. Mà anten cũng khó tìm ghê ta. Cùng thực sự anten đúng cũng khó tìm ấy chứ. Đáng lẽ là cái anten bắt nó phải đưa ra, nó phải đưa cho mình nhiều chứ, mỗi lần cộng cũng có 2 điểm đã hiếm rồi, còn cộng có 2 điểm nữa không biết chừng nào mới xong luôn á. Ok, cộng thêm được một cái nữa. Game luôn. Ui, thơm lần luôn, full luôn. Vãi chứ. Full nhanh thế. Xeo cái đó tính tiếp. Được một trời. Khoan. Nếp boss là nguyên, chút nữa là nguyên một con khỉ nè. Quan trọng con khỉ nó thả ở đâu thôi chứ. Nó thả gần thì không nói, nó thả xa mới sợ. Mỏ ham được một cái súng nè. Rồi cái túi thì không biết là mình nâng cấp được cái túi nào cả. Ừ, 200 luôn. Ok, gì cũng được. Trời, lên vậy là ngon rồi. Đâu cần gì nhiều đâu. Lên được vậy là quá thơm rồi. Đấy. Ủa lông, quên, con này không phải con, không phải con mà là con quái, con bé. Được một cái nè. Đấy, bây giờ là full hết 500 này, đem về bán là được 500 tiền luôn. Sướng, sướng. Ok, một cái new paper nữa. Bây giờ new paper nhiều lắm luôn rồi đó. Bây giờ mình đang cần cái ăn canh bắp mà sao đưa cái ăn cái đưa cái new paper hoài. 8 cái rồi, còn thiếu 2 cái nữa. Ok. Ok, full này. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái ăn canh của mình lên. Giờ là đã lên được level 3 rồi. Ok. Ok, bây giờ là mình sẽ đi qua bên cái khu thứ 3 cho nó trả nhiệm vụ cái rồi đi tiếp. Sẵn điện trả nhiệm vụ đi rồi đi tiếp. Giờ là 60 game luôn. Wow. Hết sảy còn 7. Đó, nó kêu mình là mở một con bet. Thiệt luôn á, nó kêu mình mở một con bet. Bây giờ mình phải về nhà mình mở một con bet để vừa hoàn thành nhiệm vụ này mà vừa hoàn thành nhiệm vụ kia. Đấy. Bây giờ phải để dành nó crack 1 mà cái tiền đâu mua crack 2. Còn mong nó đưa mình con nào thơm thơm một tí nữa nha. Unicorn, trời ơi, ba con re luôn. Ồ, thơm. Con legendary mới khó nè, hoặc là con godly là còn hiếm nữa. Godly là phải nói là siêu hiếm luôn. Bad nè, đó, equip vô. Ok, nói chung bây giờ là mình cũng khá là nhanh rồi đó. Một con chip mình là con này là con uncommon hay common gì đó. Chắc con common đó, một con bé rất là cùi bắp chuối. Nên là mình quyết định mình sẽ không lấy nó nữa. Mình sẽ mình sẽ đi qua bên bot. Trời ơi, nó ra con bot ngay chỗ này. Đậu phẩm, mấy thanh niên này giết hết luôn rồi. Oh man. Ok, 50% cũng được. Đi giết boss khỉ chơi vậy đó, thấy không? Đi giết boss khỉ. Bắt ma làm gì, đi giết boss khỉ cho nó đi giết ma khỉ cho nó vui. Công nhận giết nó cũng lâu kìa ta. Chứ phải giết nhanh đâu nha. Cũng mất nhiều thời gian ấy chứ. Á chù, cho nó quất cho một phát cái sắp mặt luôn. Không tin luôn. Mình giết xong con này bảo đảm là cái đường 500 của mình nó sẽ full. Lúc đó là tha hồ rồi đi lên xong đi về liền. Con này nó có quất chết mình đâu mà sợ, cẩn thận. Chỉ sợ cẩn thận là nó đánh mình bay mình ra xa thôi chứ không có gì đó. Ra xa thì quay lại dễ mấy, quay lại mấy hồi. Ok, nó sắp chết, nó sắp hết máu rồi, sắp bắt được con quỷ này rồi.
mày hả bưởi, làm sao mà mày quánh ta được, đúng không? Mấy con ma cho mày là không có gì phải sợ hết. Nó địch đó, nó mới địch đó, không, nó địch cái đám bài đó. Rồi ông nội ông địch không, ông địch gớm không ơi. Ok, 4, 3, 2, 1, yes. Trời, không full nổi, full nổi. Ôi trời, cũng ngon. Cũng được. Đấy, 50 game liền. Wow. Ủa, hành hành nhiệm vụ luôn hả? Ủa, nhiệm vụ gì nhanh vậy? Mình chưa kịp nhìn luôn. Quá trời. Nhanh vãi chưa, mình đủ để qua được cái level 3 rồi đó. Đó, cái level bên kia kìa. Đấy, nhưng chắc mình sẽ quay về và mình sẽ dừng clip này ở đây. Đấy, bán cái đó rồi tính tiếp. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này ở đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bao like cho mình, một like, một share, và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nhé. Bye bye.